hơn một phút, mấy phút đấy. Cái biểu tượng Z 1717. Đây là khu trung tâm. Để ra thì đường nghỉ lên trên đây chơi sướng. Ở dưới kia không có chỗ chơi đâu. Mà chơi không đẹp thật. Đôi ở dưới 21 đây đi. Chỉ phải chờ đèn. Mình đi qua đường kia vào đây cũng được. Không đi thấu biết, đi được phải biết. Cái chủ yếu là tranh thủ cái lúc qua đường. Đẹp rồi. Ở đây không săn tắt như mình luôn nhưng mà nhiều. Có tiền chứ sau này mà mua vàng nhỉ? Ừ. Vàng kia vàng thì có tiền rẻ, rẻ nữa không rẻ đâu, tính tiền Việt nó cứ đắt bình thường. Ừ. Lên trên là đồ ăn. Lên luôn trên này. Ở dưới là bánh kẹo nhiều, dưới tầng hầm. Quần áo trên tầng 2. Tầng 3 là đồ ăn, đồ lưu niệm tiếc. Đây nha.
Này, sau tuốt là cứ lên YouTube hết rồi. Có sao rồi. À, có gì đâu. Tầng 3 là đồ ăn, đồ thiết. Đây đồ cho em. Đi tìm biển. Đi thẳng luôn, đi thẳng, đâm thẳng luôn. Biển trong ấy à? Đi thẳng. Ừ. Đây, trẻ con đây.